mình và cả nhà mình ở hôm nay thời gian có hạn quá, nên là các anh chị em, cô chú nào hôm qua đã có mặt ngày hôm nay thì Chí Sang đã chúc rồi. Còn riêng các cô chú, cô bác, anh chị em nào hôm nay mới có mặt thì xin nhận ở nơi em lời chào thân thương và trân trọng nhất, và xin kính chúc cho Xuân Quý Mão năm 2023 đến quý vị cùng toàn thể gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, luôn bình an, may mắn và hạnh phúc ạ. Dạ quý vị ơi, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nữa và thật lớn nữa cho nữ nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm của em được không ạ? Thật là giòn tan giùm cho em nè quý vị. Dạ, và tiếp tục nữa, ban nhạc, cho một tràng pháo tay cho ban nhạc âm thanh và ánh sáng luôn quý vị ơi. Rồi quý vị gặp em là rất là nhộn nhịp đúng không quý vị? Bây giờ em sẽ đi xuống sân khấu và em sẽ đi gặp toàn thể quý vị để mà bắt tay chào gặp gỡ mùa xuân năm nay nha quý vị nha. Quý vị có đồng ý không ạ? Dạ bây giờ em hát tới đâu hay tới đó nha quý vị. Có gì quý vị quan hệ giùm cho em nha. Rồi thì chúng ta có thể điện tay nha quý vị. Đối với Chí Sang lúc nào ban tổ chức cũng muốn Chí Sang hát những cái liên khúc gì điện tay hết. Bây giờ mời cả nhà mình cùng Chí Sang về cao.